chuyện đôi bên em có khi anh sợ tan biến, vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mất em đôi mắt lại ôm sâu, biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Một kẻ bên em tôi mỗi giây ngại cho em, là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đừng về chưa đông đã xe. Cố bàn tay chờ che em này, cái gật đầu chẳng sang rồng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.